每个动作早已预告，再也活不出变数。明明就有一个命途，没法逃。与你没法天老地老，当我自己的劫数。拍过合照想要寻回，寻不到。怎去逆转这结果？黑暗之中发现自己一个，沉重的拥抱过，从逢境不曾认识我。发现每一张脸似明光一现，明明每次作都可见线，失去是爱的宣言，连线索都不见，你逐渐逐渐地走远，注定来生相见，我就当听见。Hỏi được vậy? Ông là ai vậy? Tôi hỏi cậu lại mới đúng, tự nhiên hỏi cậu. Nè, alo, alo. Có lẽ mình lộn số. Nè, ông nói chuyện đi. Cái gì? À, tôi nói tôi lộn số. Ông từ đâu gọi đến vậy? Tôi ở Hồng Kông gọi tới chứ đâu. Nó nói có thể bấm lộn số rồi, xin lỗi đi. Năm 1984, anh à. Hả? Tối rồi, sao còn sửa điện thoại? À, rồi dù sao cũng ngủ không được, cho nên đem ra sửa. À, con lại gọi được à. Dạo này anh làm gì vậy? Tối nào cũng mất ngủ. Lại nghĩ đến chuyện đó à? Bây giờ không có ai tin anh. Thật tình anh không có thả tên tội phạm được. Không phải không có ai. Anh phải nói rõ ràng. Không bao gồm em. Em à? Cũng may có em tin tưởng anh. Vất vả bao lâu tưởng có cơ hội lên chức. Sau khi lên chức thì có thể đổi căn nhà lớn cho em hưởng phước. Đó rồi, giờ không còn gì hết. Em lấy anh chứ đâu phải là lấy căn nhà của anh đâu. Chỉ cần gia đình chúng ta ba người có một cuộc sống đơn giản bình đạm, em đâu có cần giàu sang phú quý gì. Em à? Hả? À, sao anh suy nghĩ hoài không hiểu? Sao em lại chịu lấy anh? Không hiểu à? Ừ. Em thích con người của anh thật thà, chung thủy, không có gạt em. Vậy cũng phải. Anh có người vợ đẹp như vậy, đâu có nỡ ra ngoài lăng nhăng bậy bạ được chứ. Đừng có ớn lạnh quá mà. Bye. À, hả? Vậy con, sao? Trời, khuya rồi, sao chưa ngủ? Hả? Con lại quên đánh 1, 2, 3 làm sao rồi? Trời, con đáng trí quá vậy nè. Má dạy con thêm lần nữa, con nhớ nha. 1 là ngắn, sau đó là 4 dài. 1, 2, 3, 4. 2 là 2 ngắn. Đó. Sau đó thì 3 dài. Thấy không? Biết chưa? Dạ biết rồi. Ừ. Hai người gõ mật mã à? Ừ. Dạ phải, đây là mốc. Chỉ có con và ba mới biết thôi. Ngay cả cô giáo cũng không biết. Má nói coi ba có giỏi không? Ừ. Trời ơi, chưa đâu. Con có biết ba bản lĩnh có nào không? Tên cướp ngân hàng Đỉnh Hoàng rồi ba bắt đứa con à. Ừ. Những vụ chém giết của xã hội đen là ba bắt nhiều nhất đứa con. Còn nữa nghe, tên bắt cóc tên con cũng là ba bắt luôn. À, giỏi quá. Con mà. Đúng vậy. Chuyện 20 năm trước, anh còn chưa vào nghề mà. Anh nói anh em kết nghĩa của hắn đó. À, hiểu rồi. Chà, người nổi tiếng đã về rồi đó hả? Gần đây hoài lắm, còn hoài hơn Đàm Vĩnh Luân, lên báo thường xuyên à. Nè, thật ra Hạ Chính Nam làm sao vụ anh thả hắn ra vậy? Nè, tôi nói thêm một lần cuối cùng nha. Tôi không có thả Hạ Chính Nam. Hôm đó xe chở tội phạm bị tai nạn, chiếc xe bị lật ở bên đường. Tôi thấy các anh em đều bị thương, mặt của Hạ Chính Nam dính đầy máu, rất đau đớn. Tôi chỉ mở cổng cho ổng thôi. Vậy tức là thả hắn rồi. Nè, trước lúc bỏ trốn có cho anh bao lì xì đâu không? Mấy người câm miệng đi. Nè, làm gì đi. Cứ mặc kệ họ, tại họ miệng thúi thôi. Tên Hạ Chính Nam chết tiệt, đúng là hại người hại đời, khiến chúng ta làm gì không được nghỉ ngơi gì hết à. Nếu cậu nghe Hạ Chính Nam nói chuyện, cậu sẽ cảm thấy không phải do ổng làm. Anh Hai à, không phải anh chứ, tòa án phán quyết rồi.
ổng cãi nhau với bạn gái rồi chặt chân của cổ, không phá cửa, không có dấu tay của người thứ ba. Trên cơ thể của nạn nhân có sợi tóc của Hà Chính Nam, còn muốn ngụy biện sao? Chắc nói chuyện của cậu càng ngày càng giống những người bên khoa giám chứng. Vậy có nghĩa là anh không tin tưởng khoa giám chứng? Khoa học rất tân tiến, tôi rất là tin. Nhưng mà tôi lại không tin. Không có gì đâu. Anh dễ dàng tin người khác quá. Thôi tôi đi làm việc đi. Nè. Hả? Cậu có tin tôi không, Đậu Phân Dịch? Anh gọi tôi là gì? Đậu Phân Dịch chứ là gì? Có phải cậu muốn tôi gọi cậu là đồ ghẻ không? Không có đạo đức, đã nói dự kiến rồi mà. Anh Hà. Chị Mon. Rồi em. Sư bối chương với mật ông Sơn Tra, cậu cũng có phần đó. Dạ, cảm ơn. Sao đến thăm ca tốt quá vậy? Hôm nay em rảnh lắm, đến đây ủng hộ anh. Trị ho bổ phổi, tiếng nói sẽ lớn hơn. Có hợp cho người già uống không? Người già nào chị? Ba của họ trên Nam á. Anh muốn đi thăm ổng. Con trai ông là tội phạm bỏ trốn thì ông làm gì có tiền đóng tiền nhà chứ. Ông mau dọn đi cho tôi nha. Nếu ông mà không dọn đừng mà bà chủ nhà, đừng có làm vậy. Đừng có thật thật. Ra, rồi bà chủ nhà, nể mặt có được không? Người già nhất thời mà. Nè, tôi nể mặt sếp thôi, cho ông thêm một tuần đó. Không có tiền đóng tiền nhà, phải dọn đi liền à. Cảm ơn nha. Chú làm sao chứ? Bệnh sĩ tái phát nữa hả? Hà Chính Nam con trai của chú nói với tôi sức khỏe của chú luôn luôn không tốt. Kêu tôi là rảnh rỗi thường xuyên đến thăm chú. Tôi là sếp Hà lớn, chú không cần cảm thấy kỳ lạ. Tuy tôi bắt con trai của chú, nhưng chúng tôi rất có duyên. Tôi không có sao, mạnh khỏe lắm mà. Sếp có thể về vậy. Chú cậu à, ở đây có một ít tiền, chú dùng tạm nghe. Trời ơi. Tôi có viết số điện thoại ở đây nè. Nếu chú có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi là được rồi ha. Sếp, có gì nữa không? Tôi muốn nghỉ ngơi, sếp làm ơn về. Phải rồi. Tôi có đem xuyên bố chân với mật ông Sơn Tra cho chú. Ông trai chú nói chú thích ăn lắm. Có lòng thôi. Được rồi. Ủa, chú vừa ăn chè hả? Đó là chè hảo ký ở thành trại chú Long biết ăn lắm nghe. Không có. Chú Cửu. Thành trại Cửu Long cách nơi này rất là xa. Chú tự đi mua chè hả? Đâu phải. Ông trai chú mua cho chú ăn. Không phải đâu mà không có. Vậy chú cậu ơi, chú cậu. Alo, Đồng Phong Dịch. Có lẽ Hà Chính Nam từng mua chè hảo ký thành trại của Long. Ông nói gì vậy? Hà Chính Nam? Lại là cậu? Sao lần nào cậu tức tổ cậu vậy? Thôi không có gì đâu. Chị Mất, cô Cao tìm Kevin hả? Anh đi họp rồi. Có thể giúp được gì cho cô? Thực ra tôi muốn biết tại hiện trường vụ án mấy chị làm sao điều tra ra thân phận của hung thủ. Chúng tôi sẽ lấy dấu tay nè, sau đó sẽ đem vật chứng thu thập được tại hiện trường, ví dụ như tóc, máu, sợi y phục, nước bọt để đưa ra phân tích giám chứng. Nếu như cần thiết, làm kiểm tra ADN. Vậy 20 năm trước có kiểm tra ADN không? Thời đó vẫn chưa có. Vậy có nghĩa là nếu hiện trường gây án của Hà Chính Nam có kẻ thứ ba, với kỹ thuật thời đó chưa chắc điều tra được. Nhưng 20 năm trước chúng tôi cũng có giám chứng khoa học. Nhưng không chính xác phải không? Nhận xét theo tiêu chuẩn bây giờ có thể có sai lầm, có phải không? Chị Minh, cô lại đến làm phiền má tôi nè. Tôi cũng muốn đến đây tìm anh đó. Tôi có một độc giả đưa ra một ý kiến rất quan trọng. Tôi có trực giác Hà Chính Nam là vô tội. Trực giác cái gì chứ? Nếu anh kiên nhẫn, tôi có thể giải thích rõ ràng với anh. Nè, tôi không có kiên nhẫn, tôi không có gì để nói với cô. Hay là lần sau nói tiếp nữa. Tôi tiễn cô nha, cô Cao. Xin lỗi nha, con trai của tôi hơi thẳng thắn một chút, nhưng cách nghĩ vừa rồi của cô dùng để viết sách là rất tốt. Vì vật chứng 20 năm trước đã bị hủy hoại hết rồi, không thể nào làm xét nghiệm lại được. Tôi hiểu mà, tôi chỉ muốn tìm thêm tài liệu để viết tốt cuốn sách thôi. Nói thêm chuyện này cho cô biết, thật ra Hà Chính Nam là một người con hiếu thảo. À phải rồi, năm xưa khi ông bỏ trốn, còn lén lút mua chè về cho ba ông ăn. Ba của ông rất kén ăn, nói rõ phải là hảo ký thành trại Cửu Long. Thật sao? Thích hợp thì viết luôn vào cuốn sách đi. Cảm ơn nha chị Mơn. Tôi vừa mới thu thập tài liệu để chứng minh những gì bạn nói.
Vụ án Hà Chính Nam năm 84 rất có thể hiện trường có người thứ ba. Vậy có nghĩa là phần lớn Hà Chính Nam là vô tội. Vậy sao? Bạn có đầu óc lắm. Bạn là sinh viên đại học à? Đã tốt nghiệp nhiều năm rồi. Lý tưởng của tôi là nổi tiếng hơn Shakespeare. Bạn thì sao? Tôi không chỉ đại như cô, chỉ có một lý tưởng nhỏ nhỏ là muốn mở một tiệm chè. Ý, sao ngộ quá vậy? Bạn thích ăn chè hả? Không phải ba tôi thích ăn, ba tôi còn rất kén ăn. Khi Hảo Ký thành Cửu Long chưa dẹp tiệm, ba tôi chỉ ăn có tiệm này. Sao giống Hà Chính Nam quá vậy? Muốn hẹn gặp bạn. Bye bye, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Hồng Kông. Nè 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 nè, đừng đi mà. Chị Hai, chuyện gì vậy? Nè, em có cách điều tra ra người đang chat với chị lại không? Trời, đơn giản thôi. Em có rất nhiều bạn trên mạng, chớp mắt là điều tra ra ngay. Lẹ lên đi, giúp chị tra cho được đi. Làm việc. Bộ bây giờ thịnh hành để bít tết trong hồ sơ hay sao vậy? Vậy nghĩa là khỏi nước thức ăn rồi. Bộ không phải làm việc ở nhà tôi thoải mái hơn hay sao? Không thích thì về sở cảnh sát làm việc. Thôi, ở đây tốt hơn là thoáng mát nữa. Tốt. Mở ra coi chúng ta làm việc gì đi ha. Người tuổi trẻ à, có những gì các cô cậu không thể không biết. Năm xưa người dũng cảm bắt tên nghi phạm giết người này á, bắt bạn trai của nạn nhân bị chặt chân xa lưới. Các cậu có biết là ai làm không? Lưới kỳ dĩ. Là tôi và xếp Hà Lớn đó. Anh có nhìn thấy không? Người đây là anh. Đúng rồi, có ai nữa? Nhưng mới nói anh chụp hình không biết chọn góc độ, lại không chọn vị trí giữa, còn đội cái nón mỏ dịch che hết mặt của mình nữa. Cậu còn trẻ không có biết cái gì hết á. Không phải tên là nón mỏ dịch, gọi là nón phân dịch đó. Phải đó, tôi nhớ năm xưa cậu ấy thường gọi cái nón đó là nón phân dịch. Nên mới bị xếp Hà Lớn đặc biệt hiệu là đầu phân dịch đó. Alo, đầu phân dịch đó. Có lẽ Hà Chính Nam từng mua chè ở thành Thái Cửu Long. Năm xưa đầu của tôi bị chút xíu bệnh, là bị bệnh ghẻ, nên mới đổi nón để che lại. Anh nói anh tên Đậu Phân Dịch, anh có nhớ Hảo Ký thành trại của Long không? Dĩ nhiên nhớ rồi, tôi định Hạ Chính Nam ở đó mà. Bà của sếp gọi điện thoại cho tôi, nói Hạ Chính Nam sẽ đến đó mua chè cho Hạ Cửu ăn. Hạ Chính Nam rất hiếu thảo, nếu chúng ta tìm được ba của ổng thì sẽ có manh mối tìm ra ổng. Khổ nỗi tìm khắp Hồng Kông cũng không tìm được Hạ Cửu phải không? Khắp Hồng Kông người thân với Hạ Cửu nhất chính là sếp Hà Lớn đó. Anh tên Đậu Phân Dịch, còn ai biết anh tên này nữa không? Dĩ nhiên không có ai biết rồi, bộ hay lắm sao cho người ta biết. Có nghĩa là ngoại trừ người 20 năm trước biết anh có tên này thì không ai biết nữa. Chỉ có một người biết là sếp Hà Lớn, nhưng anh hứa với tôi là giữ bí mật mà, anh không nói với ai đâu. Đầu Phân Dịch còn cười hai đứa quỷ là thiệt tình. Alo. 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 Thật ra ông là ai vậy? Lại là cậu hả? Thật ra cậu là ai vậy? Ông làm sao quen với Đậu Phân Dịch? Ông làm sao có tin về Hạ Chính Nam? Thì tôi là cảnh sát hoàng gia Hồng Kông đó. Cảnh sát hoàng gia Hồng Kông? Đậu Phân Dịch là đồng nghiệp của tôi. Còn cậu là ai? Tôi cũng là cảnh sát. Đồng nghiệp? Cậu đừng gạt tôi ra. Cậu làm ở khu nào? Tổ trọng án khu tổng Tây Cửu Long. Cửu Long thì Cửu Long đi, Tây Cửu Long gì chứ. Chỉ có 4 khu cảnh sát: Hồng Kông, Cửu Long, Tân Giới, Thủy Cảnh. Tôi làm ở tổ chống xã hội đen dầu ma địa. Nè, tôi có quen rất nhiều bạn ở khu dầu chiếm. Tôi có thể gọi điện thoại ngay hỏi họ có quen không? Khu dầu chiếm cái gì chứ? Dầu ma địa, khu dầu chiếm cái gì? Ê, thật ra cậu có phải là cảnh sát hay không? Mạo danh cảnh sát là tội nặng lắm à. Nè, bỏ đi không nói những chuyện này, bây giờ tôi hỏi không? Làm sao ông biết Đậu Phân Dịch? Có phải ông cũng quen Hà Lớn không? Vậy dạ. Ông với Đậu Phân Dịch cùng Hà Lớn có quan hệ gì? Tôi tên là Hà Lớn nè, tôi là Hà Đại Hà. Cái gì? Không hiểu hả? Cũng rảnh đấu với cậu nha, tôi phải coi qua hậu Hồng Kông. Nè, không được cái mấy. Ông đừng nói chơi nha. Ông mau nói tôi biết, thật ra ông là ai? Thì tôi đã nói rồi. Xin bố chuyện với mật ông Sơn Tra. Anh Hà,
xuyên bố chuyện với một ông Sơn Tra, nếu anh không ra còn ăn hết đó nha. Trời ơi, không chừa nữa, nè tôi cướp máy à, không được cướp máy. Nè, cậu không coi thi hoa hậu sao? Tước sĩ Do Đức cũng coi đó, đừng cướp máy. Ông nghe tôi nói đi, tôi là người của năm 2004. Cậu điên hả? Là thật mà, tôi là người của năm 2004, sao ông tới 20 năm lận? Thôi tôi biết rồi, cậu là quái nhân khoa học, là người hành tinh trong tương lai, cậu ở hành tinh nào? Tôi là... Thôi không đâu nữa, đừng cướp máy mà, ông tin tôi đi. Hoa hậu Hồng Kông năm 1984 là Cao Lệ Hồng, sau khi cuộc thi chấm dứt, Hồng Kông bị cúp điện. Vậy biết trước luôn á hả? Biết tiên tri luôn hả? Nói lùng tùng, tin cậu nữa cũng chết rồi. Ơ rồi là Thiên Quang, có để dành chè cho ba không vậy? Để dành cho ba kia. Ở đây nè anh Hà. Công bố rồi hả? Công bố rồi hả? Trời ơi, dĩ nhiên đã chờ anh sao? Số 18. Hoa hậu Hồng Kông năm 1984 là đây, vậy lên là số 17 cô Cao Lễ Hồng. Trời ơi, vậy đừng nói cái điện nữa à. Ủa? Cái gì vậy? Trời ơi, nhà đối diện cũng không có điện kìa. Không phải chứ. Trời ơi, không phải chứ. Ghê dữ vậy. Alo. Ông à, thật ra ông là người hay ma, tôi yếu bóng vía lắm nghe. Tôi là người của năm 2004. Vậy tức là người tương lai hả? Nghe nè, năm 1984 bị cúp điện, có rất nhiều người đều nhớ. Lúc 10 giờ thì sẽ có điện lại. Trời ơi, tôi tên đâu rồi? Ông quả là người của tương lai hả? Ông là người tương lai hả? Ông hỏi gì vậy? Ông ơi, ông hỏi gì vậy? Tôi họ Hà. Họ Hà? Thì tôi cũng họ Hà nè. Nè, tôi làm cảnh sát, ông cũng làm cảnh sát. Nè, sau này tôi gọi ông là Hà nhỏ kìa. Ê, alo, ông có nghe không vậy? Nghe được. Ông khỏe không? Lâu lắm rồi không có nghe giọng nói của ông. Lâu rồi không nghe giọng nói của tôi là sao vậy? Trời ơi, người tương lai như ông nói chuyện sao kỳ lạ quá. À, phải rồi, nghe giọng nói của ông còn rất trẻ. Làm cảnh sát là nhiêu năm rồi? 8 năm. Tại sao phải làm cảnh sát? Chịu sự ảnh hưởng của ba tôi. Rồi bây giờ làm cấp bậc gì? Thanh tra cao cấp. À, tức là cấp cao hơn tôi hả? Nè, không phải đâu, đến năm 2004 có lẽ tôi cấp cao hơn cậu á. Cậu có từng nghe cái tên Hà Đại Hào? Không chừng bây giờ tôi đang làm tổng thanh tra nữa, hay tổng cảnh ti á. Nè, tôi nói có lẽ thôi. Cũng có thể là cùng cấp bậc với cậu. Gần đây tôi bị gánh họa lớn, để tội phạm nó trốn thoát. Hả, chính Nam chứ gì? Ai làm cảnh sát cũng biết mà. Mà tới 20 năm sau, dĩ nhiên cậu biết rồi. Bởi tại ổng, tôi không được lên chức. Nhưng mà tôi không hối hận đâu. Tôi cảm thấy ổng vô tội. Sao cũng được không? Sao cũng được? Ông có biết năm nay hắn lại xuất hiện với tên một người không? Sao cũng được là sao? Không phải chứ. Ổng không phải hạng người này đâu. Hắn là hạng người gì? Ông hiểu hắn được bao nhiêu? Tại sao cả đời ông luôn luôn không chịu trách nhiệm vậy? Là tôi. Thật ra ông có biết ông làm sai chuyện gì không? Nếu như ông chịu nhận lỗi thì hãy lấy câu chuộc tội đi. Nhận làm sao chuộc tội? Giúp tôi điều tra một vài điều. Ở giờ năm nay chúng tôi không có cách nào biết tâm tích của Hạ Chính Nam. Ông giúp tôi tìm ra Hạ Cửu ba của hắn. Tìm Hạ Cửu hả? Giờ năm 2004 chúng tôi không biết Hạ Cửu ở đâu. Ở năm 84 ông thử điều tra coi ông đang ở đâu, sau đó nói cho tôi biết. Mấy hôm nay có lẽ ông bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Vậy ông mau đi theo ông coi ông dọn đi đâu, sau đó báo tôi biết liền. Không thành vấn đề. Vì lấy công chuộc tội, tôi không làm cậu thất vọng đâu. Trời, cúp máy mau quá vậy. Sau này tôi làm sao liên lạc với cậu được? Còn không phải lúc nãy mình cũng nhấn thử vậy thôi mà.
Alo. Con à, má đang chờ con ở điểm hẹn cũ, con đến ngay nha. Má lại dở trò gì nữa đây? Con đến rồi hẳn nói. Sợ má quá. Ông là mấy chỗ vậy? Tôi tìm người. Con à, ở đây nè. Con à, trời ơi, xém chút má quên có hẹn ăn cơm với con. Ngồi xuống đi. Nè, giới thiệu cho hai người làm quen. Đây là con trai tôi, Hà Thiên Quang. Giỏi lắm đó, là thanh tra cao cấp. Nè, Kitty, người quản lý bảo hiểm của má nói chuyện vui lắm. Ha, từ từ trò chuyện nha. Phải rồi, chị Môn thường nhắc anh trước mặt em lắm. Là người thừa hưởng. Anh thật là dư tính quá à. Chị Môn còn hay nói với em, anh là một người rất buồn tẻ. Sao em không cảm thấy gì? Kitty à, cô Kitty. Mình mới quen nhau thôi mà ha. Nè, Kitty à, con trai tôi mắc cỡ lắm. Sếp Hà. Peter, sao trùng hợp quá vậy? Ăn cơm hả? Ăn chung đi. Qua đây nè, qua đây. Ngồi bên này. Cô Môn à, tôi và cô rất hợp nhau. Cô là pháp chứng, còn tôi là pháp y. Thật tình có trường hợp nào lớn mà tôi chưa từng gặp chứ. Có một lần có một vụ tai nạn, tôi nhìn thấy một người bị xe ép như là tương tàu vậy đó. Phần đầu nè, phần nào là cơ thể cũng không phân biệt được. Anh mới mua mấy đĩa CD mới hay lắm. Anh có muốn nghe không? Tới nhà anh hay tới nhà em? Nói đi, tới đâu anh? Có một vụ còn quá đáng hơn. Gặp vụ án nát hay á, chắc chết như một đống thịt bầm vậy đó. Cô nói còn có ghê hay không chứ? Nào là axit nè, nước vôi nè, trộn lại, cứ không ngừng làm cho người phụ nữ đó, làm cho cô ta thối nát tan rã, rồi sau đó còn không nương tay nữa. Có phải mới nói bên pháp chứng có một bản báo cáo mới ra sao? Phải rồi. Đi mau về sở cảnh sát làm cho xong đi. Chờ má đi nghe. Sợ trễ đó, đi thôi. Sếp Hà. Con à, không phải con chứ, sao lại giới thiệu loại hàng như vậy cho má? Toàn thân của ổng hả, hôi mùi máu tanh không à. Má cũng đâu có vừa giới thiệu nguyên con số đói cho con rồi, cắn con không chịu tha. Con à, người ta chọn con chọn người ta chần chờ 30 rồi đến 40 đó. Má chần chờ chớp mắt 40 sẽ đến 50 đó má. Không biết lớn nhỏ. Má sợ con cứ chần chờ như vậy, má không biết ăn nói sao với ba của con đây. Bộ má còn bận tâm đến cách nghĩ của ổng sao? Dù sao ổng cũng là ba của con mà. Má, nếu có cơ hội cho má nói chuyện với ba, má nói gì? Nói gì à? Cách biệt âm dương, còn gì để nói chứ? Nhưng cho dù ổng chưa chết, má cũng không có gì để nói với ổng. Hiểu rồi, nên con càng không tha lỗi cho ba. Con à, tuy ổng không phải là một người chồng tốt, nhưng dù gì ổng cũng là một người cha tốt. Con còn nhớ lúc con còn nhỏ, làm hư người mấy, sửa hoài cũng không sửa được. Ổng không biết sửa, cũng dùng băng keo đến dán lại cho con. Nhưng mà tình cảm đã rạn nứt, muốn giá cũng giá không được. Hồi nhỏ, xuất phát bất cứ lúc nào, tôi sẽ báo cáo vị trí dọc đường để cho cậu biết rõ rồi. Chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào, theo sát xe tôi nha. Biết rồi, sẵn sàng. Không biết người sang tin cho sếp là ai á, sao giỏi quá trời, biết được Hạ Cửu đang ở đâu chứ. Phải đó, chúng ta tìm lòi mắt cũng tìm không có ra. Không có bản lĩnh thì làm sao làm Molinser chứ. Hai anh học tập đi. Hồi nhỏ, bây giờ đường eo Trường Sa có theo kịp không? Biết rồi. Phải đó, tôi có tin rồi, tôi đã biết dọn đi đâu, đường Thanh Nguyệt. Tốt, bây giờ tôi đến đường Thanh Nguyệt, nhưng mà tôi chỉ nhìn thấy khoảng đất trống, không có một tòa nhà nào. Trời ơi, không phải, xin lỗi. Thì ra ông chỉ đến tiệm trang trí nội thất để dọn nội thất. Cái đời cũng lưu lôi thôi như vậy đó. Bình tĩnh chút đi. Thưa Thanh, lần này là tin giỡn, tiếp tục đi theo tôi. Yes sir. Trời ơi,
không biết là thật hay giả. Đúng bon rồi hả nhỏ, số 25 đường Vĩnh Thắng, không sai, đúng bon rồi hả Đông? Biết rồi. Cảnh sát, à, nè, chuyện gì vậy sếp? Hả? Chỉ mua con cây thuốc lậu thôi mà. Nè, sao chưa khâm dữ vậy? Ba người lại đây, kiểm tra giấy chứng minh, cùng làm. Ba người cùng làm kìa. Kiểm tra giấy chứng minh. Ông bà, làm ơn cho con giấy chứng minh. Lên lầu đi con. Ôi trời ơi, không phải, xin lỗi nha. Ông có biết xem chúng tôi bắt lộn người không? Ông phải điều tra rõ ràng chứ. Nói đúng bon hành động cái gì? Ông đúng là cả hai lần đều thất bại đó. Thì ra cậu tài xế đó bỏ quên đồ, không phải về nhà lấy, nên hạ cửu sẵn tiện đi toilet chứ không phải nhà của ổng. Xin lỗi, đừng có nói xin lỗi với tôi nữa. Lỗi mà. Bây giờ quả thật ở thôn Tam Quát xác định là đang dọn đồ, nhưng chưa xác định có phải dọn đến đây hay không. Thôi vậy đi, cậu tự điều tra đi không? Nếu không phải tôi đi ký đầu ông. Cảnh sát, ông có phải Hà Cửu không? Hà Cửu, sếp à, hình như tinh thần của ông có vấn đề. Ê, ai đó, không được có đổ cái đầu đây. Ra đây. Chị Sáng, tại sao hai người lại ở đây? Em giúp chị hai tra ra địa chỉ của người bạn trên mạng ở chỗ này. Cô có biết nơi đây là đâu hay không? Là nhà độc giả của tôi đó. Trước đây tôi có nói rồi, anh không tin thôi. Chị Sang à, chị có biết ổng là ba của Hạ Chính Nam không? Chị đến đây nguy hiểm lắm đó. Vì vậy em mới cùng chị hai đến đây. Em chỉ dự định đến đây rình rập thôi. Nhưng đến đây thấy ông bác này không ngừng ho, nên mới đỡ ông ấy vào đây á. Cũng rùng rợn quá ha. Ý, sao có nhiều sơn móng tay và chứa da vậy? Ông này cũng biến thái thiệt. Tại sao ông lại thu thập quá nhiều tài liệu về silicon? Silicon là chất phụ nữ dùng làm lực mà. Nhưng Hải Chính Nam là đàn ông mà. Nhưng silicon cũng có thể dùng ở các bộ phận khác mà. Sửa sắc đẹp. Hải Chính Nam từng sửa sắc đẹp. Ông sợ bị tác dụng phụ nên giữ lại những tài liệu về silicon này. Quế Phong, gọi điện thoại cho chị Mon. Nói cho chị biết chúng ta đã phát hiện những thứ này. Coi có thể giúp chúng ta làm một số hình ảnh hay không. Tôi muốn đưa cho một số người nhận dạng. Yes sir. Hạ Cửu, tôi không biết ông khờ thật hay là khờ giả. Tôi cảnh cáo ông, ông bao che con trai ông sẽ ngồi tù. Mau nói cho tôi biết con trai ông ở đâu. Nè ông đáng trí thôi chứ đâu phải là ông câm. Nói chuyện đi, con trai mẹ, ông đâu? Mẹ, anh muốn gì vậy? Vừa nhìn đã biết ông giả đò rồi, coi ông kìa. Mau đưa ông vô bệnh viện đi, lẹ lên. Thưa Thanh, giúp chị đi. Bắt. Nếu đi bệnh viện chậm một chút, con biết sẽ xảy ra chuyện gì. Manin Sơ chỉ quan tâm vụ án thôi mà. Hạ Chính Nam quá thông minh, chúng ta không thể lơ là được. Không cần hỏi, với kinh nghiệm điều tra án 20 năm của tôi á, chắc chắn là ổng bị tâm thần rồi. Với kinh nghiệm coi TV 20 năm nói cho tôi biết, nếu ổng đang giả đò, ổng sẽ đoạt giải ảnh đế liền. Alo. Sao hả? Tôi muốn cô đến nhà xuất bản ngay. Tôi muốn bàn với cô về cuốn sách mới. Xin lỗi anh, bây giờ tôi không rảnh. Hình như bên đầu dây có chuyện gì, cô không sao chứ? À không,
tôi đã tìm được nhà của Hà Chính Nam. Tôi đã đưa ba ổng vào bệnh viện. Tôi sẽ gọi lại ông sau nha. Bye bye. Bác sĩ, bây giờ ổng sao rồi? Bệnh xỉn của ổng đã bị lâu năm rồi nên thỉnh thoảng bị tái phát lại. Bác sĩ, có thể lấy lời khai của ổng hay không? Tôi kiểm tra rồi, biết ổng có bệnh đản trí người già. Tôi nghĩ chứ chắc các vị hỏi được gì đâu. Quả thật có rất nhiều diện mạo. Đúng vậy, đây là hình ảnh có thể xảy ra sau khi Hà Chính Nam sửa sắc đẹp. Vì một con người sau khi sửa sắc đẹp có rất nhiều khả năng, không chỉ sửa về ngũ quan, ngay cả tỷ lệ xương mặt cũng có thể thay đổi nữa. Ngoài ra còn màu da, dạng môi, chân mày, mí mắt, dạng mặt bao gồm trán và cằm đều có vô số thay đổi đó. Vậy tức là rất khó đoán. Nè, nếu nói một cách chính xác, quan trọng nhất là phải hiểu hiện trạng tâm lý của ổng trước khi sửa sắc đẹp và điều kiện kinh tế. Và phải biết cảm quan của ổng đối với diện mạo mới của mình, đồng thời có khả năng làm những cuộc giải phẫu nào. Con đoán coi Hà Chính Nam có vào bệnh viện thăm ba ổng không? Con nghĩ chắc là không. Bệnh viện có rất nhiều cảnh sát, ổng sẽ không mạo hiểm như vậy đâu. Nhưng mà vậy, ổng rất hiếu thảo. Ổng thà sửa sắc đẹp để ở lại Hồng Kông lo cho ba ổng đó. Ổng đâu? Y tá đưa ổng đi kiểm tra rồi. Đúng rồi. Mấy người cho ổng ra ngoài một mình à? Biến mất tính sao đây? Ai chịu trách nhiệm? Không phải. Anh yên tâm đi, tôi có canh chừng ổng. Ổng vừa kiểm tra xong, đi toilet rồi. Phải đó, phải đó. Còn đứng đây nữa. Ngồi, ngồi. Biến canh chừng người ta. Xin lỗi. Ê, trời ơi. Thôi, xin lỗi, không sao. Hôm nay. Sang. Tôi tan sở đi ngang chỗ này nên giờ đây coi cô đã về chưa. Anh lo cho cuốn sách nên muốn nói chuyện với tôi có phải không? Nè, trước khi cô về, hãy coi sắp hình này đi. Tất cả đều là hình mô phỏng sau khi Hạ Chính Nam sửa sắc đẹp. Anh cho rằng tôi từng gặp ổng sao? Trời ơi, cô và ổng rất hợp nhau, ổng có thể xuất hiện bên cạnh cô bất cứ lúc nào. Sao nhiều quá vậy? Kiểu mập ốm đẹp xấu kiểu nào cũng có. Một gương mặt biến ra nhiều kiểu như vậy chắc chắn có một kiểu trùng hợp đó. Sang à, chắc cô chưa về có phải không? Dạ phải, xin lỗi nha, anh về trước đi. Được rồi, lát nữa cô về cẩn thận nha. Được rồi. Từ từ coi. Nè chú cũ, chú nhớ đó, người cảnh sát giống Lưu Đức Hoa chính là tôi đó, hả? Ê, đây là bệnh viện, ai cho hút thuốc chứ? Người già hết giờ sẽ bị ho đó. Bị lao phổi ai có chịu trách nhiệm không? Xin lỗi nha. Chà, sếp của chị chửi người ta cũng dữ dằn quá ha. Để ông vào phòng đi, lại lên, nhanh. Đâu có giữ bằng sếp của em. Alo, alo, làm gì vậy? Giọng nói mệt mỏi qua bộ suốt đêm không ngủ hả? Còn chưa có bắt được Hà Chính Nam, ông đâu có thể yên tâm ngủ sao? Cậu tưởng tôi để ông chạy thoát tôi yên tâm sao? Bây giờ tôi đang chuộc tội nè. Ngày nào tôi cũng canh chừng ba ổng. Phải có tin tức gì mới tôi báo cho cậu biết liền. Ôi nè nè nè, sếp làm gì mà anh ta dữ vậy? Muốn làm bể đồ đạc của tôi hả? Thiệt tình, còn nói giúp đỡ càng giúp càng rối. Ông còn dọn dẹp nhà cửa giùm ổng à? Phải rồi, làm việc đến nỗi cả buổi sáng chưa hút điếu thuốc nào. Trời ơi, hút điếu thuốc đã. Tôi có bệnh xuyễn nha. Nhưng mà tôi đâu có. Thế tôi ngửi mùi thuốc lá, bệnh của tôi tái phát. Nếu để con trai tôi nhìn thấy sếp hút thuốc trước mặt tôi, chửi sếp một trận bây giờ, bị lao phổi có phép sếp chịu trách nhiệm không? Ê, đây là bệnh viện, ai cho hút thuốc vậy? Người già hết giờ sẽ bị ho đó. Bị lao phổi phải chịu trách nhiệm không? Ê, đây là bệnh viện, ai cho uống thuốc vậy? Người già hết giờ sẽ bị ho đó. Chào anh. Chào cô. Sao hôm nay sớm vậy? Không tới bệnh viện sao? Tôi đã đi rồi. Chú Cửu uống thuốc xong đã ngủ rồi. Nè, chú Cửu không sao chứ? Có cần tôi giúp đỡ chuyện gì không? Anh mới gặp người ta lần đầu mà cũng quan tâm người ta quá. Con trai ổng không có ở bên cạnh ổng. Ổng là một người già cho nên rất khó tự lo cho mình. Anh có tính thương người quá đi. Nhìn anh không có giống một người làm ăn chút nào. Nói mai nè, trước đây anh từng làm nghề gì vậy? Tôi quen anh lâu rồi nhưng chưa hề nghe anh nhắc những chuyện ngày xưa. Trước đây tôi cũng từng kinh doanh buôn bán. Vậy sao? Nhưng nhìn những cuốn sách anh đọc, anh không giống hạng người hôi mịch tiền.
Cô nhìn gì mà chăm chú như vậy? Không. Cuốn sách này là hay lắm đó. Có biết anh có cuốn thứ nhất để cho tôi mượn không? Có. Nhưng không có để ở đây. Có phải để ở nhà không? Nếu để ở nhà tôi sẽ theo anh về nhà lấy. Tôi rất nóng lòng muốn coi cuốn thứ nhất. Hôm khác đi. À, tôi rót nước cho cô. Con đã có nhân vật mục tiêu, ít ra sẽ tốt hơn là dựa vào tưởng tượng. Nhưng người này rất là đơn giản. Cũng may con tìm được tấm hình này của ổng ở trên mạng hiệp hội nhà xuất bản. Nhưng mà làm sao có thể so sánh hai tấm hình này để biết được là cùng một người? Thật ra chủ yếu là coi ngũ quan. Lỗ tai? Đúng vậy. Vì người sửa sắc đẹp rất ít sửa lỗ tai, nên kỹ thuật sửa sắc đẹp về lỗ tai thực chất không hề phát triển. Những vụ làm ăn lỗ thì bác sĩ thẩm mỹ làm sao chịu nghiên cứu? Tất cả tài liệu anh cần đều để ở trong túi giấy này. Báo ngày tháng. À phải, Herman à, anh đã có tài liệu đưa cho tôi. À, đúng ra là có đó. Nhưng nửa năm trước người bạn làm ký giả của tôi đã di dân rồi. Xin lỗi nha, không thể giúp cho cô. À, xin lỗi cô nha, tôi có chút việc phải ra ngoài một lát. À, có biết anh có thể chở luôn tôi không? Hôm nay tôi không có lái xe. À, nhưng mà... Làm ơn đi mà, anh biết tôi đón xe đâu có tiện đâu. À, được rồi. Nhìn lỗ tai, chủ yếu là nhìn vành tai. Vì xương mềm của bộ phận này tương đối khó. Nếu như trùng hợp, rất có thể là cùng một người. Không hiểu tại sao, mấy lâu nay tôi luôn cảm thấy Hạ Chính Nam không phải là hung thủ khát máu giết người. Ông biết có người tin tưởng ông như vậy, chắc chắn rất vui. Con người của ông rất hiếu thảo, chắc chắn rất coi trọng tình cảm. Sao lại hạ độc thủ với người phụ nữ mà ông yêu thương? Cô thực sự cảm thấy bản thân cô rất hiểu Hạ Chính Nam à? Trong lòng tôi lúc nào cũng coi ông là người bạn thân của tôi. Tôi biết ông không gạt tôi, vì ông đã chia sẻ thế giới nội tâm của ông với tôi. Cô biết trực giác của cô là đúng sao? Sao cô dễ dàng tới người ta vậy? Chỉ nói vài câu trên mạng với ông thôi thì cô đã tin ổng là người tốt. Anh là Hạ Chính Đăng. Cô điên rồi à? Tôi chưa từng nói với anh tôi từng trò chuyện với Hạ Chính Nam trên mạng. Làm sao anh biết tôi và ổng từng trò chuyện ở trên mạng? Chẳng qua tôi chỉ suy đoán thôi. Không phải, Hạ Cửu là ba của anh. Cho nên hôm ở bệnh viện, anh nghe nói bệnh sử của ông tái phát thì anh viện cớ đến đón tôi. Nhưng thật ra là anh muốn thăm ổng, có phải vậy không? Tôi là bạn của anh. Tôi thật sự tin anh không có giết người. Tôi cũng hy vọng anh thật thà với người bạn này. Chính miệng nói với tôi, anh là Hà Chính Nam. Đúng vậy, tôi là Hạ Chính Nam. Hạ Chính Nam, nghi ngờ ông có liên quan đến hai vụ mưu sát. Bây giờ chính thức bắt ông. Bắt đầu tôi từ bây giờ, người. Những gì ông nói sau này sẽ là bằng chứng trước tòa. Ông hiểu không? Vô ta lên. Mấy người đừng có làm bậy mà, anh thật sự vô tội. Ngồi dừng. Phạm là CD 4762 bây giờ đang chạy về hướng đang thăm, yêu cầu chuyển viện. Over. CD
cửa xe của con tin, không được nổ súng. Lặp lại, không được nổ súng. Hồi đuổi theo kìa. Xin lỗi Sang nha, đã làm liên lụy cô. Cẩn thận đó. Hả? Tôi phải ngồi tù, tôi thà nhảy xuống liều một chuyến. Anh nhảy xuống sẽ chết đó. Cho dù chết cũng đỡ hơn lẫn trốn cả đời. Cô có biết 20 năm qua tôi đau khổ cỡ nào không? Tôi biết. Nhưng tôi càng biết nếu như anh chết, mọi người chỉ nói anh vì sợ tội tự tử. Không phải vậy thì sao? Tôi không có giết người. Tôi không có giết người. Tôi không thể sống hết đời trong ngục được. Mọi người đều nói tôi có tội. Nếu tôi chết rồi thì khỏi bị người ta vu oan tôi cả đời. Anh chết rồi bà sẽ ra sao? Đừng ba ba, đừng ba. Cho dù tất cả mọi người không tin anh, nhưng mà tôi tin anh. Nếu anh không có giết người thì đừng lẩn tránh. Hãy quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người biết anh không có giết người. Đi tự thú đi. Họ tin tôi sao? Tôi sẽ làm cho họ tin anh. Chỉ cần anh tin tưởng tôi, tôi sẽ không để anh ngồi tù quan đâu. Chị Sang, có sao không?